Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các bác đam mê nuôi cua gáy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là số bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác cái mẫu lồng thổ nhốt cua nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Các bác cứ gọi, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng COD toàn quốc, giao hàng đến tận nhà, các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu đây thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạnh một người nào cả, để nhà em bán hàng rất là uy tín. Và không để làm mất thời gian của các bác thì em sẽ giới thiệu qua về những cái mẫu lồng thổ nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì đây các bác quan sát trên màn hình đây. Đây là một cái mẫu lồng thổ nhà em đang cung cấp. Thì nhà em có 3 size chính các bác nhé. Đấy, size 35, size 33, size 35 và size 40. Đây là hai cái size là size 35 và cái size 40 em muốn giới thiệu cho các bác. Còn cái size 33 thì để video sau em sẽ giới thiệu cho các bác nguyên liệu chính và tất cả các hình dáng mẫu mã là nó cũng đều giống nhau thôi, chỉ khác nhau là vài kích thước. Kích thước là 33, 35 và 40, có 3 size chính đấy. Thì đây là các bác quan sát này, để cái nguyên liệu chính làm bên kia lồng cua thổ này thì là bằng tre và gỗ song. Ngoài ra thì còn gỗ cái chóp này và cái đây cái chóp và cái móc. Cái chóp và cái móc và cái cầu tử này thì làm được bằng gỗ bạch đàn. Đấy là nguyên liệu chính để lên làm nên cái này. Thì nhà em đã phơi tre rất là khô rồi, đấy, ngâm xuống nước khoảng 1 năm và vớt lên đấy, làm cho các bác cái lồng này. Và nhà em đã gác bếp để đảm bảo cho các bác là sử dụng thoải mái, không bao giờ bị mối mọt được cái lồng này, nên các bác cứ yên tâm vào cái chất lượng sản phẩm. Cái lồng này là sử dụng thoải mái, đảm bảo cho các bác 5-7-10 năm cũng không bao giờ hỏng được. Và kia đây là những kia khung thì bằng gỗ song này, gỗ song này để đảm bảo cho các bác là cái lồng này nó cứng, nó không bị nhậu nhạt. Đấy, cái gỗ song này nó cũng rất là chắc. Còn về cái phần cửa đây thì em sẽ giới thiệu đến phần cửa. Phần cửa thì cũng được làm rất là rộng rãi này, để đảm bảo cho các bác là khi đổi lồng ra, đổi lồng vào nó sẽ không bị sơ đến lông của con cua gáy của các bác. Về cửa này thì các bác đóng xuống như này cũng rất là chắc chắn này, để đảm bảo là không bao giờ bị sổng ra được. Còn về cái khoảng cách lan này thì nó khoảng tầm 1,5 phân, để đảm bảo cho các bác là con cua gáy nó không thể thò đầu ra được, nó không bị xỉa vào lồng này. Về những cái phần cửa này thì cũng những cái viền này cũng được làm bằng gỗ xong rất là chắc chắn. Thế là về phần cửa. Còn về cái phần phía bên trong, phía bên trong đây là cái phần cầu tử. Thì cầu tử thì đây em sẽ đưa lên này cho các bác quan sát dễ này. Phần cầu tử này thì được làm bằng gỗ bạch đàn này. Ngày em đã cứa cho các bác những cái rãnh như này rồi, để đảm bảo cho các bác là khi con cu gáy nó đậu lên ấy, nó sẽ không bị trơn trượt. Đấy. Nếu mà cái này mà làm nhanh quá thì cu gáy nó đậu lên thì nó sẽ bị trơn trượt này. Còn về cái phần chóp đây, chóp đây thì ngày em tiện cho các bác đây rất là nhãn nụi rồi. Về cái phần móc treo cũng vậy. Thì móc treo này cũng rất là đẹp mắt này. Đấy, thì các bác sẽ khi về các bác chỉ cần việc lắp là ở đây có hai cái lỗ các bác nhé. Đấy, cái lỗ xuyên sang này và ở cái chỗ chóp này cũng có lỗ xuyên sang, thì các bác ướm làm sao cho nó xuyên đúng vào cái lỗ đấy là ok. Nếu mà trường hợp mà nó chặt quá thì các bác dùng búa các bác đóng sang nhé. Đấy, như này thì hơi chặt thì các bác dùng búa các bác đóng sang. Đấy, treo như này lên thì rất là đẹp mắt này. Cái này thì các bác có thể là sử dụng là treo trong nhà được, treo ngoài trời được. Bởi vì là đây ở dưới đáy đây, dưới đáy đây nhà em đã làm cho các bác một cái miếng alu như này. Đấy, đóng khung vuông rất là đẹp mắt này. Đấy, để đảm bảo cho các bác là khi con cu gáy ấy, nó đi vệ sinh ra đây, hoặc là chẳng hạn như nó rơi thóc nước đấy, ra đây thì nó sẽ không bị bắn ra lần nhà, rất là sạch sẽ. Mình tiện là bỏ ra vệ sinh, vệ sinh sạch rồi thì mình lại đóng vào nó ok luôn. Đấy là về cái phần ở bên phía dưới. Thì khi các bác dọn vệ sinh xong thì đây nó làm cho các bác một cái sắt nhé, hai cái chữ sắt kiểu như là chữ V ra thì các bác lại xoáy vào là ok luôn. Đấy, đảm bảo là không bao giờ là phân do hoặc là cái thức ăn thừa nó vãi ra được. Đấy, đấy là về cái phần đáy. Còn về cái phần chân đây, phần chân đây thì cũng làm bằng gỗ xong các bác nhé, để đảm bảo cho các bác là để xuống như này nó thoáng mát, nó không bị chạm cái vài ngày xuống nó có bị cọc kênh. Đấy, để như này thì rất là chắc chắn nha các bác này. Đấy là về cái phần chân đây. Đấy thì các bác quan sát tổng thể một lượt này, rất là đẹp mắt và chắc chắn bền. Cái lồng này thì giá cũng rất là rẻ thôi.
một vài trăm nghìn một cái lọ này thôi. Đó, các bác sử dụng thì rất là ok. Hôm trước có một bác khách đặt phải độ tầm đến 20 cái, em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà bác bảo là nhà bác kiểu như là nuôi nhiều, đặt liền 20 chiếc cái lồng thổ ấy luôn, tại vì là giá nó quá hợp lý mà lại là chất lượng lại quá ok. Đấy. Đây là về cái size 40 các bác nhé. Còn là size bên này thì size 38, thì những cái nguyên liệu chính và những cái tất cả là đều giống nhau thôi, nó chỉ nhà em làm cho các bác là nhỏ hơn là size 35. Em nhắc lại là nhà em có size 33 này, 35 này và 40. Và nhà em còn cung cấp cả những cái lồng trái đào đấy các bác nhé, lồng mặt rồng ấy. Đấy. Và những cái xào treo cu, xào treo chim ấy. Thì các bác nào mà cần cái vật dụng nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp. Còn một cái video ngắn thì em xin phép là kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.